Mến chào các bạn, hôm nay vào buổi sáng hôm nay em có mặt tại chợ quê ở miền Tây các bạn. Ở Giang miền Tây em rất là có nhiều người vào buổi sáng, chợ Giang Lộ Nhựa ở miền Tây rất là nhiều người đi chợ là bán đồ đông vui luôn các bạn. Chợ quê này có rất là đường tẻ và lớn luôn nha các bạn. Đây là cái chỗ bán bông, rất là nhiều loại bông, rất là đẹp luôn, và trái cây các bạn. Đi lần chợ nhỏ miền quê nhưng rất là đông người qua lại vào buổi sáng luôn các bạn, bán đồ rất là nhiều luôn. Rồi bán rau củ quả. Làm gì coi phim vậy? Coi chơi hả? Mẹ cửa xả rẻ.
Cảm ơn khán giả đã xem hết video Phong Hạnh miền Tây. Cảm ơn khán giả.